Vâng, Đại Thanh gửi lời chào tới toàn thể anh em nhé. Trong clip ngày hôm nay, em Thanh quyết định sẽ quay lại cái đôi loa DKK2, cái mã loa hàng mới đã được trưng bày tại cửa hàng. Nó có một cái bước giá rất là tốt tại cái thời điểm dịch Covid như thế này. Gửi tới toàn thể anh em, đối với những anh em thích sử dụng những cái đôi loa hàng chất lượng mà giá thì rẻ siêu giật mình. Đó, thì đôi loa này hiện tại là em Thanh đang bán với giá là 13.500.000. Thì trong cái mùa dịch này, và cái đôi loa này nó lại là hàng trưng bày tại cửa hàng, nó đã qua cái quá trình sử dụng, thì em sẽ bán một cái mức giá rất là ngon luôn. Thì anh em hãy đón xem trong clip nhé. Thì đầu tiên em xin phép được giới thiệu về cái đôi loa DKK2 này. Thì nó có một cái điểm nhấn, đó là cái e-căng của nó được thiết kế là tông màu vàng chủ đạo, và nó có những cái logo nhỏ lưới này là hình biểu tượng của Mercedes đó, nhìn rất là bắt mắt. Đấy, logo DK phía dưới. Rồi, con này thì là sử dụng lỗ thông hơi phía sau các bác nhá. Ở đây thì là em đã tháo sẵn ra để cùng với toàn thể các bác là cùng quan sát là cái khu vực gọi là bát tép ở phần tần của loa thật là chi tiết. Thì đầu tiên là về cảm quan, về cái ngoại thất đi, thì con này thì trong quá trình sử dụng thì nó có xước sát nên em Thanh đã quyết định là sơn lại. Thì nó hồi xưa thì nó là sơn bóng piano, nguyên bản nó rất là đẹp, nhưng mà cái sơn piano này thì có một cái nhược điểm mà nó hay xước. Thế là trong cái quá trình mà trưng bày và test hàng ấy, thì em mới có làm xước khá là nhiều, thế nên là em mới quyết định là sơn lại nó cho nó nhìn nó mịn màng hơn, không còn bóng lộn nữa. Nhưng được cái thì nó lại không thấy những cái vết xước nữa. Thì ở đây em Thanh sẽ đầu tiên sẽ xin phép được giới thiệu tới anh em là con chép của con loa DK này. Thì con này nó sử dụng một cái phễu kèn nhựa đó. Ở phía sau thì và con này nó sử dụng con chép là côn 44. Con chép này để nói chính xác ra nó là một con chép của BNC. Nhưng công ty DK này là DK Kinh này. Đấy, thì họ nhập về và họ lắp vào loa của họ. Thì cái này ấy, nó có thông tin là designer này, in England. Vì DK này nó là thương hiệu của England, nhưng mà nó cũng được sản xuất tại Trung Quốc hết rồi, là nhà máy của Trung Quốc. Đây là con chép BNC. Đó, nó một vài cái thông số mã vạch em cũng không để ý chi tiết đây. Đó, K2GA. Con này trong quá trình sử dụng thì nó cũng bụi bẩn. Đấy, DKK2. Đây là con chép BNC côn 44 nha các bạn nhé. Côn 44. Rồi, chúng ta sẽ tạm thời bỏ tép ra đây. Và tiếp theo em xin phép giới thiệu với anh em về con bát loa. Thì con bát loa nó sử dụng một con bát từ 190. Đấy, côn là côn 76. Đấy, nó cũng ghi là design in England. Đấy, enter titlement DK audio system. Đó, đây là cái nhẹn của loa. Cái gì đây thì anh em nhìn, nó sử dụng nhẹn vàng. Đấy, 1 2 3 4 sóng nhẹn. Đấy, côn 76. Keo là nguyên bản nhé, nhìn nó nhập nhởm mà anh em lại nhìn không kỹ, lại bảo là hàng làm lại xong là bán rẻ thế chết đấy. Đấy, em cam kết bán hàng zin đẹp nguyên bản. Nhưng đôi loa này thì nó trong quá trình sử dụng thì nó cũng có bụi bẩn. Đấy, mã của nó đây, K2GA DK đây này, các bạn nhìn. Đấy, đấy, con này từ năm 2019. Đấy, nhưng mà em năm 2020 là bắt đầu em mới nhập về Việt Nam bán. Em nhập thực ra cái lô này là em nhập là một lô của công ty người ta thanh lý, thì giá cũng rất là ngon và bán cho anh em cái thời điểm đó là 13 triệu, xong là 12 triệu. Đấy, đây là bát của nó. Con này thì cái màng bát của nó đây, các bác quan sát cái màng này của nó cực kỳ là dày luôn, nó rất là dày và cảm giác rất là trắng ấn, nó không có ấy gì, xi nhầy gì cả. Và con này ấy, thì cái ưu điểm lớn nhất về chất âm
Đấy, chất âm của dòng loa DK này, chất âm nó thiên về tiếng bass rất là mạnh. Những anh em mà thích tiếng bass bạo lực thì mua cái loa DK này thì nó sẽ chiều lòng rồi anh em. Rồi, bên trong của loa, mời các bác cùng quan sát này. Thì con này nó sử dụng cái phân tần là lên tới 3 cuộn cảm. Đó, 3 cuộn cảm. Đấy, một con trở đồng, 3 con trở sứ. Và nó sử dụng đến 4 con tụ nữa. Đấy, cái này nó không biết sao nó lại bị han này, oxy hóa. Rồi, trong quá trình sử dụng bầy biện thì nó cũng có những cái gọi là xấu đi. Rồi, đó là phân tần của loa. Còn con loa này về chất âm thì em cũng nói luôn với anh em ấy, là về chất âm thì con này nó thiên hướng vào đánh bạo lực về tiếng bass. Và nó không phải là một đôi loa thế mạnh về lời hát đâu nhá. Nên anh em nào mà muốn mua một đôi loa và bổ sung lời hát thì đây không phải là một lựa chọn ok nhất. Còn nếu anh em mua một đôi loa đấy, mà chơi một đôi thôi, thì anh em có thể mua một đôi này chơi cho không gian tầm 25-30 mét vuông, rất là căng. Và nếu mà muốn cải thiện thêm tiếng hát thì anh em hãy trang bị những đôi loa bass 25 bổ sung lời hát nữa thì rất là hay. Còn con này tiếng bass nó đánh khỏi phải súp luôn. Nhiều con súp đánh không có xi nhây gì với loa này luôn. Vì loa này thì cái giải bass nó xuống rất là sâu. Rồi, tiếp theo là mời các bác quan sát phần phía sau của loa. Đấy, con này thì nó cũng có một vài cái điểm xước sát. Thì trong cái quá trình mà anh em mà lấy thì em sẽ tỉa to lại cho nó đẹp hơn. Còn bây giờ thì bày biện mà cứ bày lên là nó xước sát rồi. Với cái công lực của con này ấy, thì con này nó sở hữu công suất mặc định của nó là 500W các bác nhé. Đó, 8 ohm, 500W, và độ nhạy của nó là 101 dB, độ nhạy rất là cao. Và cái max FPL của nó lên đến 134 dB trên 1 m. Đấy. Còn con loa này thì anh em rất dễ phối ghép với những con đẩy, ví dụ như đẩy cờ lát H. Đấy. Cờ lát H rồi cờ lát AB, cờ lát cao cấp hơn thì anh em chỉ cờ lát D với cờ lát TD thì nó sẽ cải thiện thêm cái chất lời tép của con loa này. Đó, thì em quay clip ngắn này, hy vọng là anh em nếu mà thích những cái dòng loa chất lượng của DK có thể nghiên cứu con này. Còn cái giá bán, còn cái giá bán cho cái con loa DK này thì em Thanh xin phép được bán với giá là 10 triệu đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm cho anh em dây jack. Đấy, một bước giá mà cho anh em trải nghiệm những đôi loa hàng mới nhưng chỉ sử dụng một thời gian ngắn tại cửa hàng, mà giá của nó rẻ đi rất là nhiều, gần như là bán để hồi lại vốn thôi. Và em Thanh xin phép tạm dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại anh em với những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.